Hello, chào các bạn nha. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh của tôi. Rồi thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bằng cách là liên kết với con nó bay nào nơi đây các bạn. Thì trước khi video cái đường link tham gia mình xem một phim và mình luận và cái đường link nhóm Telegram của mình á, ghi vào mình luận luôn. Các bạn tham gia nhóm của mình để cập nhật những tin tức nha. Rồi thì đây là mình mới chơi cái 3 ngày thôi. Đấy mình khai thác trên máy tính á, thì tốc độ nó sẽ khác hơn trên điện thoại nha các bạn. Đấy mình chỉ chơi cái 3 ngày thôi. Rồi thì mình sẽ hướng dẫn bằng cách liên kết ví nha. Rồi các bạn bấm chữ vào đây nè, có chữ nè, bấm bấm thẳng vào đây luôn, xác minh cho mình nha. Rồi những bạn trên máy tính làm như mình nha. Rồi xác minh email mà thì mình đã xác minh rồi, phần đây kết nối ví nè và xác minh địa chỉ ví nè. Rồi mình sẽ hướng dẫn bằng cách nha. Rồi thì trước hết thì các bạn qua ví OBS cho mình nha, các bạn đăng nhập trên máy tính nha. Và đây là trên máy tính cái ví OBS đây. Đấy thì các bạn bấm vô kết nối nha. Rồi hoặc là các bạn bấm vô là trực tiếp ở trên đây luôn. Đây là các bạn bấm vô cửa hàng trực tiếp nè, cửa hàng trực tiếp tiện ích nè, các bạn bấm thêm tiện ích nè. Đấy các bạn bấm vô chờ rơm trực tuyến á thì nó sẽ ra thôi. Thì để làm sao mà có được cái chờ rơm trực tuyến thì các bạn bấm ở bên nút pay nè, các bạn bấm xuống đây nè, rồi quản lý tiện ích nè. Thì các bạn để ý với mình cái phần là đây nè, các bạn cửa hàng trực tuyến các bạn bấm vô thì sẽ có như thế này. Rồi rồi các bạn tìm OX nè. Đấy các bạn tìm có ít rồi các bạn tìm cho mình nó sẽ hiện ra thôi. Và cách thứ hai nữa thì các bạn có thể là qua ví sàn OKX trực tiếp luôn, các bạn bấm vào kết nối với mình luôn. Rồi kết nối đây thì nó có hai mục ứng dụng OKX và thêm phần mở rộng ví vào chờ rơm. Đây có hai cách nha các bạn, thì mình sẽ bấm trực tiếp vào luôn, bấm thêm nè. Đấy nó sẽ hiện ở đây, mình sẽ bấm rồi thêm vào chờ rơm nè, rồi thêm tiện ích nè, rồi đợi nó load cho các bạn. Nó có hai cách nha. Rồi đợi nó thêm tiện ích vào đây. Rồi ok, nó đã thêm tiện ích rồi đấy, nó đã lên đây rồi nè, đang thêm vào nè, nó hơi bị lag một chút nha các bạn. Các bạn đợi chút, nó đợi kết nối nha. Các bạn lưu ý làm từ từ với mình thôi nha, mình cũng hướng dẫn các bạn cách từ từ luôn, thì các bạn làm đừng có nôn nha. Rồi ok thì nó đã hiện là xóa khỏi chợ rơm là sau khi thêm vào tiện ích rồi á thì nó sẽ hiện trực tiếp ra luôn. Nhập ví nè, tạo ví nè. Khi mà các bạn bấm vào phần kết nối á thì sẽ hiện ra cái lỗi, mình sẽ bấm vô demo và bấm ví OX nè, sẽ lên chữ là ví OX không được phát hiện, có nghĩa là mình chưa được liên kết, mình chưa làm hết. Rồi thì các bạn bấm vô bên sàn OX trên mình đây, mình sẽ hướng dẫn cách tạo ví và lấy cụm từ 12 cụm từ khóa bí mật để bạn nhập vô và tạo ví để kết nối OX với NotPay cho các bạn. Đấy mình sẽ bấm vô phần tạo ví và cụm từ khóa từ riêng nè. Rồi làm sao mà để có được cái mã này, mình sẽ hướng dẫn bằng cách cụ thể luôn, mời các bạn cùng theo dõi mình nha. Đấy cách lấy cụm từ 12 ở đâu thì mình sẽ vô nó cụ thể hơn nha. Có được cái mã 12 cụm từ rồi các bạn, thì các bạn bấm vô sàn OKX ở trên điện thoại và trên máy tính nó cũng như nhau thôi. Rồi đầu tiên mặc định nó nằm bên sàn giao dịch đây. Đấy thì các bạn bấm bên ví VIP 3 cho mình nha. Đấy các bạn bấm ví VIP 3 thì các bạn nên nhớ ở trên điện thoại và trên máy tính như nhau. Các bạn bấm vô bên phần chỗ trang cá nhân của bạn, số chấm đây. Rồi các bạn tìm đến cho mình cái chữ là các bản sao lưu nha. Rồi khi mà các bạn bấm vô đồ sẽ các bạn để ý ví A, ví B, C cũng được, các bạn bấm ví A mình đây. Rồi nó sẽ hiện ra, bấm vô tiếp. Rồi có cụm từ hạt giống nè, thì lúc nãy á, thì nó yêu cầu các bạn là nhập 12 cụm từ hạt giống vô thì nó mới kích hoạt được. Rồi các bạn bấm vô cụm từ hạt giống với mình đây. Rồi nó ghi là đảm bảo chỉ có một bạn nhìn thấy màn hình nè. Đấy các bạn tôi hiểu rồi, các bạn bấm hết 3 lần cho mình thì các bạn bấm hiện ra 12 cụm từ, rồi bạn nhập vô ở trên máy tính lúc nãy nha. Khi mà các bạn nhập cụm từ 12 bí mật rồi, các bạn nhập mật khẩu, đặt mật khẩu nha. Rồi thì chào mừng đã đến ví nó thành công rồi, đây là cái ví VIP 3 các bạn. Đấy thì nó đã hoàn thành rồi. Rồi thì sau khi mà các bạn làm thành rồi, các bạn đợi một tí cho nó duyệt nha, mình sẽ cho bạn xem. Bấm kết nối nè thì nó chưa có chữ nha. Mình sẽ bấm lên lại nè, ví OX không được phát hiện nè. Đấy từ từ nó sẽ duyệt rồi mình sẽ kết nối được nha. Tại vì nó hơi lót hơi lâu một tí, các bạn đừng có nôn nha. Rồi thì để tiếp tục thì mình đợi cho các bạn. Rồi sau khi mình đã đợi á, thì nó sẽ hiện ra chữ là đã phát hiện. Đấy thì mình sẽ tiến hành kết nối. Đầu tiên ở trên đó là đã phát hiện mặt trời bùng cháy, thì các bạn bấm vô cái này dễ rồi, các bạn thao tác trực tiếp ở trên máy tính luôn. Các bạn tạo ví, các bạn có thể tùy các bạn thôi. Nhưng mà trong cái video này mình sẽ hướng dẫn bằng cách là kết nối ví OKX to nó bay. Rồi thì ở phần này mình sẽ vô bấm vô OKX mình kết nối cho các bạn dễ biết hơn nha. Rồi các bạn bấm vô chữ đã phát hiện của mình, rồi mình chọn OKX mình bấm vô kết nối.
Rồi, để nó mở ra bấm kết nối với mình luôn nha. Nó có chữ xác minh rồi các bạn. Rồi nó thông báo thành công nè, rồi ví có thể thành công nè. Rồi, mình sẽ bấm chữ xác minh luôn. Còn phần cái nút kẻ đó. Rồi bấm xác minh, bấm tiếp phía bên phải và mà chữ xác nhận để Soluna xác nhận bên nó bay nha. Rồi sau khi kết nối rồi thì cái thứ hai đã màu xanh. Tiếp đến là các bạn bấm xác nhận địa chỉ ví nha. Thì đơn giản thôi, các bạn bấm vô chữ xác nhận cho mình luôn. Nó sẽ hiện ra cái khung email chỗ nào các bạn gửi email nha. Các bạn nó hiện chữ rồi bấm gửi email cho mình. Để cái hệ thống NotPay nó sẽ gửi về trong thư á. Các bạn lưu ý nha, các bạn vô thư các bạn tìm cho mình nha. Rồi nó có chữ là còn you wallet nè, các bạn tìm thư email của các bạn á, các bạn vô tìm. Rồi các bạn sẽ bấm là còn you wallet để bên NotPay xác nhận cho mình luôn nha. Rồi, ví được xác minh thành công nè, quay lại bảng điều khiển nè. Đấy cũng đơn giản thôi. Đợi tí nha các bạn. Rồi thì mình sẽ bấm kiểm tra lại một lần nữa. Đấy thì bước 2 thứ 3 đã xanh, nó xanh hoàn toàn rồi. Đấy đã xác minh địa chỉ hết thành công rồi. Thì cũng rất là đơn giản luôn. Thì mong các bạn xem video mình rồi có thể cho mình xin một like và đăng ký kênh và chia sẻ nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Hẹn các bạn ở video sau nha. Đấy các mình hướng dẫn là cách kết nói ví OKX cũng đơn giản, còn mấy kia thì chung là ví OKX tới tiện hơn các bạn à. Thì mình cũng kết nối thôi, còn các bạn cũng vậy. Kết nối sàn OKX vô đây thì nó sẽ tiện lợi cho mình hơn. Còn mấy kia nó xa lạ quá thôi, nó phức tạp hơn chút. Còn OKX nó sẽ tiện lợi, mình sử dụng cũng quen rồi. Tùy tùy các bạn muốn kết nối ví xa lạ cũng được.